Hello, xin chào anh em, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Toán Xe nhá. Tết ra rồi, cho nên là mình sẽ chăm chỉ làm clip lại để gửi tới cho anh em những trận đấu vừa hay vừa hấp dẫn, lại có tính gọi là giải trí anh em nhá. Rồi, rất mong anh em sẽ ủng hộ mình cũng như là like, share để mình có thêm động lực làm thật nhiều video clip cho anh em. Hôm nay thì mình sẽ đem đến cho anh em cái combo mà mình mới quay được sáng ngày hôm nay đấy. Đó chính là combo bộ đồ gọi là bộ đồ võ sư cũng như là khẩu súng M4 tràng hạt anh em ạ. Đấy, đây có tiếng chân của một thanh niên. Thanh niên này không biết có súng chưa? Có hay chưa thì cũng phi xuống luôn anh em ạ. Xoắn gì, ui dồi ôi, thanh niên ngáo ngơ quá. Cũng có súng rồi ấy, chứ đùa đâu. Rồi, có vẻ như lúc vừa rồi mình bay mình để ý là hình như là không có người ấy sao anh em ạ. Rồi, thì nếu mà không có người thì mình sẽ cố gắng kiếm cái khẩu súng M4 anh em nhá. Đấy, chẳng nhẽ trong một khu này mà lại không có M4 cho Tuấn HC phải không anh em? À, cứ từ từ thôi, M4 là kiểu gì nó cũng phải có đấy anh em ạ. Để ý xem là thanh niên kia có bay xuống thêm một lần nữa thì mình cho ra đi luôn. Đấy thì ạ, có tiếng chân. À, hình như là boss anh em ạ. Boss. Thôi, kể cả boss thì cũng phải liếm thôi anh em ạ. Nhờ cứ phải cẩn thận, nhỡ đâu tiếp theo nó lại là người. Rồi, ngon quá. Thế là có được 2 kill đấy anh em. Thôi giờ mình cứ từ từ mình loot đồ xong rồi mình bình tĩnh mình bắn thôi anh em ạ. Khởi đầu mà nó cứ chậm chậm như thế này cũng được, đỡ phải mệt mỏi. Không có cây M4 nào ở đây cả, ảo thế nhở. Thôi thế là phải đi bắn diều với đi bắn hòm rồi anh em ạ. Chắc là trong mấy cái diều này kiểu gì mà chả có M4 với lại cả X3, X4 đúng không anh em? Hoặc là X6 nữa. Rồi barrel. Ô, vãi nổi. Bọn này từ đâu đến này? Chạy với chúng tôi. Hình như khu nhà cũng có anh em ạ. Ai già? Hóa ra là bọn này bay vào Mita, bay ra khu nhà bên ngoài để loot đồ, xong sau đó là đứng ở ngoài cam mình. Rồi ôi, cái kiểu chơi như thế này chắc là chỉ có mấy thanh niên nước ngoài thôi. Chứ anh em Việt Nam lúc nào cũng gọi là cháy. Mẹ là tiếc thế nhở. Ui, trong Mita cũng có kìa anh em kìa. Tôi kiếm khẩu M4 không thì cứ ngồi đây bắn pha mát với lại khẩu hân đi thì nó cũng hơi dở anh em nhở. À, tức thế nhở. Sở ca chứ không phải M4 anh em ạ. Mà nghe chúng nó bắn nhau mà mình muốn phi ra quá. Cố gắng kiếm khẩu M4 xem là sẽ có không nào. Ui dồi ôi, M249. Nào hy vọng cuối cùng này. Ui trời ơi, bè rồi anh em ạ. Đấy, tôi đã bảo với anh em rồi mà. Cái số tôi nó cứ làm sao ấy, long đông lật đật thật sự ạ. Lại pha mát nữa chứ. Ôi lên công luôn anh em nhá. Chứ ui, trong Mita để tí nữa đi. Ui, có thằng chạy ra khỏi nhà này. Ái già. Mình lên trên nhà. Nào. Vào đấy. À, sao con xe buýt à? À, cái chân của nó này. Cái chân hư hỏng. Để mình đáp cho quả bom. Chạy đi. Kiểu gì thanh niên này cũng chạy vào nhà cho mà coi anh em ạ. Vỡ mồm con chó sồm này. Ai à, không chết luôn ạ. Từ từ đã. Khu nhà này có vẻ đông đấy anh em. Ai à, chạy đi đâu đây? Chạy đi đâu bạn ơi. Rồi, thanh niên này không biết chạy ra đấy để làm gì nhỉ. À, nó đi xe đến đây anh em ạ. À, hình như bọn này ra đấy ăn boss hay sao ấy. Gạt đã. Ô, rồi. Vậy là thanh niên mình bắn cái đoạn ở chỗ xe buýt hỏng là cũng chạy ra đấy luôn. Đây, nhai quả bom đi. Nó không chết anh em ạ. Rồi, cái thằng ở không biết là có mấy thằng cơ.
Nhưng mà kiểu mình bắn nhiều như thế này mà không có tiếng chân ở phía dưới thì chắc chắn là cái thằng ở xe buýt nó chạy ra hòn đá đây rồi. Cứ từ từ anh em ạ. Bao giờ nghe tiếng chân nữa thì mình phản xạ. Mà không biết là sau hòn đá đấy có mấy thằng nhỉ? Mình nghĩ là có hai thôi, bởi vì hòn đá đấy mà đông thì đã lộ rồi. Bạn chạy đi đâu? Bạn chạy đi đâu? Cái hướng chạy của bạn thì chỉ có chui vào trong cái cây đấy thôi chứ còn gì nữa. Tôi cứ đặt tâm ở ngay cái mép cây đấy là kiểu gì kiểu cũng phải trúng anh em ạ. Đây rồi. Tiễn bạn lên đường. Úi giời. Bắn hết cả đạn luôn. Dã man thật. Nào, đi kiếm khẩu M4 chứ không anh em, tí nữa anh em xem clip anh em chửi tôi chết. Anh em lại bảo là làm clip review khẩu M4 chàng hạt mà anh cứ bắn SK với lại cả khẩu Honey Badger lẫn nhau. Anh em ạ, đấy, cuộc sống khó khăn với tôi như vậy đấy. Nhiều khi có muốn như thế đâu. Thôi, tầm này thì cứ phi thẳng vào Mita xong rồi mua đồ thôi. Nhưng mà hình như vừa rồi Mita cũng có người nên là mình phải cẩn thận. Rồi phóng hắn xe lên đây. Chắc là từ Mita ra là giàu lắm đây. Định vào trong khu sự kiện để đơm mình. Ai ngờ bắn tượt một cái thôi, tôi cho cả team lên đường. Trong nhà có người. Lên trên đây các ạ. Hình như nó ở mé đằng sau nhà thì phải. Đây. Ôi trời ơi. Chạy đi đâu. Ôi. Một người anh em Việt Nam. Ôi, tôi giết người anh em Việt Nam của tôi rồi. Sorry người anh em nhá. Trời ơi. Thôi rồi, mua khẩu M4 để nén lại đau thương đã. Đây, khẩu M4 đây anh em ơi. Có luôn cái X3 nhá. Mua compe này. Mua tay cầm dọc. Băng kích đạn này. Ok. Ồ, có tiếng. Đây rồi. Hình như tiếng boss hay sao ấy. Tiện thể review luôn. Úi dồi. Ôi, cái hiệu ứng bắn vào người nó tóe ra tia sét đẹp không anh em? Đẹp nhờ. Rồi, để tôi cho anh em xem cái hiệu ứng của khẩu súng này nhá. Đây. Hiệu ứng xem súng đây anh em. Ui. Má, nhìn cái tràng hạt nó di chuyển cái anh em kìa. Đẹp không? Đây không thể là Bạch Long Nhả Ngọc được anh em ạ. Đây phải là M4 tràng hạt. Nghe cái tràng hạt nghe nó mới hợp khẩu vị đúng không mọi người? Từ từ mình làm thêm cái X6 nữa. Thêm một cái băng kích đạn cho khẩu Badger. Đây, trang bị lên X6 này. Nhầm rồi. Đây mà. Cứ đổi màu là đẹp rồi anh em ạ. Ôi, anh em nhìn thấy cái X6 nó to chưa? Run dế các kiểu con đà điểu. Ok luôn. Mua thêm ít đạn xanh. Đây rồi. Bọn này sao lại bắn nhau ở khu hồi sinh nhỉ? Thế là đến hồi sinh xong rồi bắn nhau hay chăng? Ui, bắn nhau căng lắm anh em ạ. Ở phía xa tôi đã nghe thấy tiếng bắn rồi. Ai từ từ. Tôi lại cứ tưởng một team bắn bot cơ. Nhưng mà tình hình như thế này là hai team. Ôi, đứng giữa đường bắn nhau luôn. Quá khét luôn. Rồi. Không tham anh em ạ, không tham. Thấy một thanh niên ở chỗ gốc cây rồi. Một thanh niên ở chạy phía xa. Mình đang phải sơ cái thanh niên ở phía gốc cây đã. Gốc cây. Rồi, bây giờ đến thanh niên ở xa. Nào. Vừa rồi là tôi có thể bắn được cái thanh niên ở phía dưới rồi ấy, nhưng mà cứ chắc cú trèo lên mái nhà đó anh em thấy chưa, có cái mái nhà nó lợi vãi rồi. Ai đủ gì đây, thanh niên chơi cả sniper anh em ạ. Được thật sự nhỉ. Lại còn một thằng đang ló ngó ở cái gốc cây này nữa này. Mày thử thò ra xem, mày chết ngay đấy. Ô, cái gì đấy? Úi dồi ôi. Ô, bắt rồi anh em ơi. Láo lếu. Mấy thằng ra đây hồi sinh thì chắc nó cũng gọi là... Ô, cái gì đấy? Từ hết mỡ nó đạn rồi. Ủa, sao nhanh hết đạn thế nhở? Từ, hòn đá này, thế là như thế nào nhở? Mình lốc từ lễ giờ team này mình tưởng mình lốc 4 rồi cơ.
lung tung với chúng tôi này. Lung tung với chúng tôi. Ai á? Thằng mô tần. Ai á? Từ 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 anh em ạ, từ từ. Bình tĩnh, bên đây còn nữa mà nhở. Ôi dồi ôi, nhảy tượt rồi. Chưa hiểu lắm. Hay là bọn này team up nhở? Mình đếm sơ sơ là mình nốc 4. Đây, à, thằng nó bò này. Đây nữa này. Đó. Ui. Chưa hiểu anh em ạ. Bình tĩnh đã. Đây, có một thằng hẹn đấu đang cảnh báo nguy hiểm này. À, gần mình có này. Quái nhỉ. Ui mà, anh em thấy bắn nhanh hết đạn không? Ui, gặp đông tim. Ai ai ạ. Thằng Mutant này, nó nghèo đói đến cỡ đấy rồi cơ à? Từ từ nhá. Vị huynh đài cứ bình tĩnh thôi. Đấy, tôi cho anh em... Ai da. Ê. Rồi, chết luôn. Ấy. Phải cả nồi ạ. À. Final một thằng ở đâu ấy. Thằng này, thanh niên này chưa chết anh em ạ. Vừa chết, bây giờ chết. Nào, chết chưa? Chết chưa? Chết. Ui dồi ôi. Một pha combat người ta phải gọi là hoang mang xì tai thật sự. Còn không? Còn thì ra nốt luôn đi. Ra đây ăn cục tính ở. Ây. Ui xịt lốp luôn. Đu. Biến lần nã té. Ái già đi xe săn à? Ừ, không dễ thế đâu. Lân chạy nhanh lắm. Từ từ mình phi thẳng vào cái khu nhà đoạn này. Kiểu gì nó cũng đuổi theo mình. Nếu mà nó đuổi theo mình, combat trong nhà lúc nào cũng lợi hơn anh em ạ. Cứ vào nhà đã rồi tính tiếp. Đâu, ra đây. Láo thế, bắn xịt cả lốp sau của mình. Rồi. Vừa thấy xe chạy bên trái mình mà nhở. Chạy đâu mất tiêu à? Con Dacia màu xanh nếu như tôi nhìn không nhầm. Chạy giữa đồng. Ai cho phép chạy giữa đồng? Á đù, con Dacia màu xanh đâm vào khu nhà dưới bên khu nhà ven sông rồi anh em ạ, khu nhà hot ven sông. Ai à? Ố. Bò đi đâu đây? Không biết là người hay bot, cứ phải gạt đã anh em ơi. Được rồi, mình sẽ công. Á đù. Con lên đằng sau hình như con bot anh em ạ. Con nên ăn không nhỉ? Quay lại ăn đi. Đằng nào cũng là một mạng đúng không anh em? Liếm hết. Bot này. Ơ. Đâm thế mồm chết. Ok, quay lại đâm thêm phát nữa. Lần đâm chỉ mất 75% máu, không cái đền trả luôn. Thôi dẹp mỡ đi. Xuống bắn luôn. Mày đùa này. Cho gọi là tràng hạt luôn. Niệm chú luôn. Giải nghiệp, niệm chú giải nghiệp. Nào, thanh niên ở trong khu nhà. Ui. Nó đứng ở cửa sổ kìa. Không ngờ phải không? Ngờ làm sao được hả? Giải nghiệp. Càn tội cứ khều người ta trong khi người ta đang bắn nhau. Bực cả mình. Bên này có một thằng bắn ốp này. Úi dồi ôi. Nó bắn cái quần què gì nhở? Bắn đâu ta? Bắn tầm này chắc chỉ bắn ở trên núi thôi. Ui, bắn chết người luôn rồi kìa. Thôi anh ơi, đừng bắn nữa. Ô kìa. Anh mặc áo trắng đi đâu đây? Hình như là boss anh em ạ. Thôi từ. Ui, thế là không được 30 kill rồi. Outside hết thế này nữa thì chơi bời gì. Ui, đang tính trận này cố gắng làm trận 30 kill gửi tới anh em. Lâu lắm rồi không được 30 kill. Lại có một thằng nữa đang chạy này. Rồi, chết luôn. Lâu lắm rồi không có trận nào 30 kill gửi anh em. Đang tính... Rồi ôi, thế này thì 30 kill còn que nữa. Hình như bọn này là bọn... Hình như ở góc này... Đúng rồi. Bọn này hình như là bọn đi xe thì phải. Nếu tôi không nhớ nhầm. Bọn đi xe vừa bắn mình. Vậy mà nó không chết. Đổi sau bắn xem nào. Ôi, ở đây vướng cái gì anh em ạ? Đù má con cá. Thằng ốp nó bắn. Ôi, bay luôn cả cái giáp của mình rồi. Từ từ, thế thì phải bơm máu xong rồi
lấy bung cái hòm thách đấu ra lấy giáp đã. Có tiếng xe. Ấy à, bọn này dám đi xe luồn ra đằng sau. Như vậy là có thể là còn một thằng cầm ốp ở bên này, với lại bốn thằng đi xe chăng? Đây 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 đây, thấy. Bởi vì cái bọn đi xe này vừa rồi thấy đông lắm này. Phản đam, phản đam, phản đam. Giáp mới rồi. Không việc gì mà phản. Ai à, nằm ở gờ biển này. Vẫn là nốc anh em ạ. Thế thì bọn này chắc chắn là bốn rồi. Bọn này chắc chắn là bốn rồi. Bên kia đường thì là một thanh niên lẻ. Ok. Thế cứ từ từ đã anh em ạ. Bình tĩnh. Không việc gì mà phải vội. Vội vàng là chỉ có hỏng chuyện thôi. Đây, mình dùng luôn một hòm này. Lấy thêm ít đạn xanh anh em ạ. Cầu mong là có. Ô, có thằng đu. Đu tơ nhện đến à? Vào đây. Bạn đi qua một cái thôi là tôi sấy nổ đầu bạn luôn. Nào, nhảy vào. Ây à, thằng này bắn cẩn thận thế nhở anh em nhở? Không nhảy luôn. Đù má con cá. Đây rồi. Rồi, chạy đi đâu? Tầm gần mà gặp hơn đi. Ai da, cùng team với bọn đi đi xe. Ê, thế thì dễ là bên kia không phải là một thằng cầm bốp anh em ạ, là hai thằng. À đây rồi, chạy. Đốc, một. Rồi. Nhưng mà nếu mà bên kia có hai thằng thì từ nãy đến giờ kiểu gì nhở? Có thằng ngồi im à? Bỏ qua rồi cũng không thấy nó chạy luôn ạ. À đủ. Đắp bom. À rồi. Nhảy ra thấy cái đầu cái đầu của thanh niên ở đây rồi. Thôi, xin vĩnh biệt cụ. Xin vĩnh biệt cụ. Rồi. Niệm cụ luôn. Thôi, tạm biệt cụ nhé. Bye bye. Ok. Như vậy là mình đã đem đến cho anh em một trận đấu. Mình review hai cái món đồ mà mình mới quay được ở buổi sáng ngày hôm nay. Đó chính là bộ trang phục võ sư cũng như là khẩu súng M4 tràng hạt anh em ạ. Và rất tiếc là không được 30Q để gửi tới anh em. Cảm ơn anh em rất nhiều đã xem hết clip. Anh em muốn mua ạc cũng như là nạp UC thì liên hệ với Zalo của vợ mình nhé. Chào mừng các bạn đã đến với tuấnhc.vn, web bán hàng uy tín chính chủ tự động của Tuấn HC. Ngoài ra còn có cộng tác viên xích lợn đầy khả ái và ngây ngất lòng người.